Ở đây là ở đâu anh? Ấp Ấp 1 Cẩm Sơn. À. Vừa rồi anh có phun bo. Với lại cái gì nữa? Với nano. Nano gì? Nano cái chai nó 250 ml. Đấy, thấy chưa? Nên cái này nè, bây giờ mà nó vàng như thế này đó thì sắp tới nó rụng sạch không còn cái bông nào. Trong si đó anh Hải anh giấu hết rồi, xét test mà xem. Trong đó nó có cái bo từ thực vật rất là nhiều, nên bởi vậy tại sao mà thời tiết bất lợi phun si phải tăng lên 3 lít để làm gì? Để nó làm dẻo cái cổ bông. Mà đã đủ bo rồi anh phun lên nữa là nó vàng, gọi là ngộ độc bo nè. Rụng hết. Bây giờ phải giải ngay. Phun 3 lít si lên, bỏ một phi 3 lít si lên, phun tập trung vào bông, phun liền đi, đang mới hé thôi, giải ngay lập tức đó, và cho phía amino vô. Cái vườn này là xài bách lo 100% phẩm nghi đó. Thì để Tuấn hồi sáng giờ Tuấn quay ba vườn, một vườn là oligo, một vườn hồi nãy là bách lo 50, cái vườn này 100%, thì chúng ta thấy cái bông này nó ngắn cụt à. Đợt sau mới xài oligo đó, nhưng mà phun là 100%, tức là một phi tới là một lít, với lại một phi bao nhiêu bách lo? Nửa lít với lại bột bao nhiêu? Dạ, tức là còn oligo là cái vụ sau này là rà thôi đúng không? Oligo là xài xịt bách lo rồi mới xài. Đúng rồi, nên này nè, nó ra cái nùi mà bông nó ngắn, ngang, bông nó ngắn và cái cuốn bông nó ốm mà nó ra nùi nùi vậy nè, nên nhìn là biết ngay bách lo liền nè, bách lo nè. Đó, nên khả năng đậu á là nó không có nhiều, nhưng mà thôi, đây là sự lựa chọn của người nông dân. Tuấn nói rồi, Tuấn chỉ quay và phân tích thế này, rồi người nông dân muốn chọn cái gì chọn ha. Rồi đi giải độc ngay cái bo ha. À, trong cái si á, nó trên 70 mấy vi chất, là anh Hải nó cũng giấu luôn. À, nên khỏi cái lúc đầu đi làm thị trường nó rất là khó khăn, nên Tuấn mong nông dân đó là phải ngoan đó, thì nhưng mà trong quá trình làm bông là phải có thông minh, ngoan không đủ đâu, nó ngắn đó. À, nó phải dài ra cái cuốn này nè, nó phải dài cái khúc kia nè. Nó nhỏ mà nó ốm, tính nói bông nhiều nó ốm mà thành. Dạ không. Tức là vườn nào cũng vậy, đương nhiên. Các cái vườn mà sung á thì nó sẽ dài hơn một xíu. À, nên là mục đích là đi quay là quay cái này đây. Cái miếng bên này nó nở không bằng miếng kia. Rồi miếng bên nào nữa thì đi luôn. Nó nùi vậy nè. À. Rồi bây giờ đó nó chưa sổ nhị 80%, nhưng chúng ta giải độc thì chúng ta đợi buổi sáng, thì chúng ta né mấy cái nào nở ra chúng ta né, cái nào hé hé là chúng ta phun chứ cho nó hết cái vàng này, chứ không thôi nó vàng này thì nó rụng hết. Mà tôi nói lại nha, ngộ độc vi lượng á nó còn khó xử lý hơn là ngộ độc hóa chất. Dạ đầy đủ rồi. Và cái thứ hai là lấy đất mà xét nghiệm xem trong đất có rất nhiều bo sau khi xài si. Sau khi trùng đất xuất hiện thì bắt đầu lấy đất đi xét nghiệm coi trước và sau nó rất là nhiều. Xài là thùng tưới, thùng xịt đó. Rồi anh muốn đi qua em qua vườn nào? Đây thì nguyên miếng. Thì em thấy cũng giống nhau hết mà. Mà như bên này nó nở không bằng bên phía sau, phía sau nở muốn hết rồi. Sao nở hết rồi? Dạ thì cây nào nó đâu có giống nhau đâu, cây nào khỏe thì nó. Nó dạ nó nở. Dạ, dạ. Cây càng suy chừng nào á thì cái axit abscisic càng cao thì ra bông càng sớm nên nở càng sớm. Dạ. Còn cây sung đó thì mới đậy bạc lâu hơn là như vậy. Này hổm đậy có mười mấy ngày là ra rồi phải không? Nếu mà có si ở dưới si được bao lâu rồi vườn này anh? 3 tháng, xài 3 tháng mới đậy bạc đó. Rồi thì đương nhiên rồi, thì xin thưa mấy cái vườn mà ba đã thì bách lo một cái thì nó ra thì thôi, không bao giờ thất bại, nhưng mà nó ngắn. Ông nhà thấy không? Nó ngắn như vậy, nó như chùm sung vậy đó. Nó đúng, nó phải dài. Cái cây đằng cây nó phải dài ha. Thì tùy người nông dân đó. Thì sang năm đó là anh có quyền là bỏ luôn bách lo và thậm chí là bỏ luôn đầy bạc. Tí nữa anh coi video của em, bỏ luôn đầy bạc chắc chắn với các anh. Nhưng mà em không muốn thay đổi người nông dân một cách đột ngột. Thuận Thiên sẽ nghe điện thoại và đuối lắm, nên cứ để người nông dân tự lựa chọn. Xài rồi tính là xử lý thuốc. Cái không biết kiểu lúc đó cũng chưa có biết gửi tin nhắn rồi này kia đó, rồi không biết xài, nó kêu chụp hình. Dạ. Gửi mà đâu có biết đâu, kêu thằng cháu thì nó không có nhận. Anh thời buổi 4.0 rồi, nên đó thứ nhất là nông sản cũng không phải không được có hóa chất đâu. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dạ. Là cái thứ hai là phải có công nghệ chứ không thôi là chúng ta thua nha.